Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 241: Tử mẫu. Phu nhân, Lý Chính Gia bĩu môi nói, ban ngày ban mặt đóng cửa lại, hai nha hoàn một đỏ một xanh ở bên ngoài trông coi, nô tỳ chờ nửa ngày, cửa kia vẫn đóng chặt, cũng không biết làm gì bên trong. Dầm, Ngô thị đập bàn một cái, ngũ quan trở nên ác độc. Phu nhân, nô tỳ nhiều lời, nói một câu không nên nói, người phía trước muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn ra thế có ra thế, vậy chủ nhân tính tư cư có gì? Lời này, quả thực nói đến tâm khảm của ngô thị. Không có gì cả, của hồi môn không có, ra thế không có, tuy có chút nhan sắc nhưng cũng nhìn chẳng có chút phúc khí nào. Nô tỳ còn nghe nói, yến cô nương kia cứ rảnh ra là chạy ra ngoài, đêm hôm khuya khoát mới trở về, Cô nương trong sạch, sao có thể giống như nàng?" Lý Chính Gia liên tục thở dài, lại nhìn nha hoàn bên cạnh nàng, quả thực còn can dỡ hơn cả chủ tử, một cô nương sao lại mặc trang phục nam nhân, đúng là chẳng ra cái dạng gì. Làm sao không lo cho được?" Ngô thị Văn Khan câu mày nói, người nhà ngoại của lão phu nhân, lão phu nhân, lão gia đều giúp đỡ, lời của ta không có tác dụng. Không có tác dụng cũng phải nói." Lý Chính Gia thấp giọng nói nếu như tương lai hai người thực sự thành thân thì chị e phu nhân lại bị liễu di nương đè đầu. lời này lại một lần nữa nói đến tâm khảm của Ngô Thị, người Ngô Thị hận nhất đời này không phải liễu di nương thì không còn ai khác, hận đến mức muốn giết nàng. nàng đúng là chính thất, nàng cũng có con trai có con gái bên người, nhưng nữ nhi thì mù không gả được, con trai là quỷ đoàn mệnh ai ai cũng biết, chỉ có một lão đại coi như có tiền đồ một chút nhưng thê tử cưới về lại chẳng đồng lòng với nàng. Liễu Di Nương thì sao? Con trai thông minh tài giỏi, con gái xinh đẹp đáng yêu, tương lai một người cưới, một người gả, dòng dõi dù thế nào cũng sẽ không kém đi được. Lão phu nhân còn có thể sống vài năm, còn có thể bảo vệ nàng vài năm, lỡ như bà có mệnh hệ gì. Ngô Thị nghĩ đến tình cảnh của mình, ngồi không yên. Nghe nói Yến cô nương bị thương, ta đi thăm nàng. Trong tĩnh tư cư. Tạ Chi Phi nhắm mắt như đang ngủ, nhưng hai hàng lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, dường như rất không thoải mái. Vừa mới bắt đầu, Yến Tam Hợp còn không nhìn ra hắn không thoải mái ở chỗ nào, cho đến khi Lý Bất Môn chỉ xuống dưới thân Tạ Chi Phi. Dưới thân thấp thoáng có vết máu rỉ ra. Yến Tam Hợp cả kinh. Tạ Chi Phi, ta bảo Lý Bất Ngôn có ngươi về trước, lát nữa người ngươi mời tới, ta đến viện ngươi, ngươi thấy thế nào? Tạ Chi Phi sống đến bây giờ, chỉ vì chờ một câu nói này của cô thôi. Hắn quả thực mấy ngày nữa là đã có thể lành vết thương, nhưng ba ngày đầu bị thương, một là kỵ cử động nhiều, hai kỵ nóng. Bản thân hắn lại đi tới lui hai lần, vết thương lại nứt ra. Nứt ra thì hắn cũng rất vui, vừa mở mắt người đã ở trước mặt, trong lòng cực kỳ kiên định. Vậy chờ Chu Thanh trở về, ta bảo hắn tới gọi ngươi. Lý bất ngôn đi tới trước mặt tả chi phi ngồi xổm xuống. Tam gia, lên đây. Tạ Chi Phi là một đại nam nhân, không biết xấu hổ để cho nữ nhân cõng. Trong viện ta có người, thang viên, ngươi đi gọi đi. Tạ Chi Phi, lúc này đừng ỏng ẹo nữa. Thang viên, ngươi mau đi gọi bùi thái y. Ngữ khí của Yến Tam hợp nặng nề, nhưng lọt vào lỗ tai Tạ Chi Phi lại thấy ấm áp. Ta là mình nặng, đè hỏng bất ngôn. Tam gia chớ, hai người các ngươi ai ta cũng cũng được, không hỏng được đâu. Vậy ta không khách khí nữa ngươi cũng có phải người khách khí đâu. Tam gia nghẹn hỏng, chừng mắt nhìn Yến Tam hợp. Quản người của ngươi đi, ta không bị người ta đánh chết, lại bị nàng làm cho tức chết. Hắn chừng mắt, đôi hoa mắt đào càng sáng như tuyết. Yến Tam hợp chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, đập nhanh hơn bình thường. Sao lại thế? Cô vốt ngực, nhíu mày nghĩ, khuôn mặt kia bị đánh đến biến dạng, căn bản nhìn không ra chỗ nào đẹp, vì sao tim ta lại đập nhanh? Yến Tam Hợp chậm rãi nằm xuống, dùng quạt che mặt, lúc này trên mặt cũng có hơi nóng lên. Cũng không biết qua bao lâu, thì có tiếng bước chân đến gần, nàng lười biếng nói. Bất ngôn, người kia thế nào rồi? Cửa viện, Ngô Thị nhìn hai chiếc giường trúc song song, chỉ cảm thấy không thở nổi, cười gần nói. Yến cô nương còn bị thương, sao lại nhớ thương người khác như thế? Yến Tam Hợp cả kinh, cầm quạt lên, thấy là Ngô Thị đến thì thản nhiên nói là phu nhân sao, mời ngồi. Ngô thị nhìn về phía sau, Lý Chính ra vội vàng cầm túi giấy trong tay đến. Yến cô nương, đây là hai lạng nhân sâm phu nhân tặng cho Yến cô nương dùng để dưỡng thương. Yến tam hợp chống giường trúc gian nan ngồi dậy. Đa tạ, để trên chiếc bàn kia đi. Mấy hôm trước, hai lạng đông trùng hạ thảo tạ chi phi mang đến vẫn còn, Lý Chính ra bỏ túi giấy xuống, bĩu môi với ngô thị. Ngô thị mắt không mù, nhìn thấy rất rõ ràng. Nghe nói lúc liễu di nương đến thăm Tam Nhi, có cắn răng móc ra hai lượng trùng thảo, lúc này lại xuất hiện ở tính tư cư. Hừ, yêu nữ này nhìn thanh thanh đạm đạm, động tác sau lưng cũng không ít. Ngô thị ngồi xuống một chiếc giường trúc khác. Chân sao lại bị thương thế? Yến Tam hợp. Không cẩn thận té ngã. Ngô thị nặng nề nói. Là một cô nương thì đi đường phải ổn trọng, đừng hấp tấp, dễ bị thương. Yến Tam hợp nhìn Ngô thị, không nói lời nào đi đường ổn trọng, nghĩa là làm việc ổn trọng, không táo bảo, không ngả ngớn, mới là dáng vẻ mà nữ tử đứng đắn nên có. Ngô Thị mỉm cười. Yến cô nương, người nói xem có phải không? Yến Tam hợp liếc nàng một cái, vẫn không nói lời nào. Ngô Thị không được đáp lại, suy nghĩ một chút, lại nói. Cô nương là người nhà ngoại của lão phu nhân, lão phu nhân là người coi trọng quy củ nhất, cô nương không vì người khác, chỉ vì lão phu nhân, sau này. Nói tới đây, Ngô Thị hít sâu một hơi, mới nói tiếp. Sau này đi đường cũng phải cẩn thận một chút, đừng lỗ mãng. Phu nhân vốn muốn nói, là về sau làm việc phải thu liễm một chút. Mô Thị cả kinh, làm sao nàng biết? Phu nhân không vừa mắt ta thì cứ nói thẳng, còn muốn cầu nguyện, thì phải đi miếu, chùa cổ ngàn năm, mới cầu gì được nấy được. Sắc mặt Ngô Thị trầm xuống, đứng lên. Yến cô nương, ta có lòng tốt quan tâm vết thương của ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Ơ, ờ, đây là không khóc ở phần mộ tổ tiên mà chạy lung tung đến nghĩa trang khóc lóc sao? Chẳng biết từ lúc nào, Lý bất ngôn đi vào trong viện, thang viên đứng phía sau sắc mặt tái nhợt. Thang viên trong lòng run sợ kéo ống tay áo Lý bất ngôn, ý bảo nàng đừng nói nữa. Lý bất ngôn có thể nhịn được, thì đó không phải là Lý bất ngôn. À, ta hiểu rồi, thì ra phu nhân không cần làm nương ra nên rảnh rỗi phải không? ngô thị bị đâm trúng nỗi đau trong lòng mắng một nha hoàn hầu hà cũng dám nói chuyện với chủ tử như vậy phản rồi ngươi là chủ tử nào của ta sao lý bất ngôn đi tới trước mặt ngô thị mỉm cười phu nhân à người phải chú ý một chút lão phu nhân còn chưa nói gì tiểu thư nhà ta người đừng nên vượt mặt lão nhân ra đến dạy dỗ nàng như vậy có vẻ trong mắt lý bất ngôn bắn ra hàn quang đồng thời nhẹ nhàng phun ra ba chữ rất ngỗ nghịch chương 242, luận tội. Tả Chi Phi quay về viện Thế An, bùi thái y vội vàng chạy đến, đi theo sau hắn là bùi minh đình đã biến mất một ngày. Bùi thái y vừa thấy vết thương của tả Chi Phi, tức giận muốn lấy thạch tín đầu độc chết hắn. Tiểu tử này quá không coi trọng sức khỏe của của mình, sao lại có người như hắn được chứ? Cái miệng kia của tả Chi Phi, lập tức giống như bôi mật ong, dăm ba câu nói ra, bùi thái y không chỉ không tức giận, mà lúc thay thuốc còn làm rất nhẹ đổi thuốc xong bùi thái y ghét bỏ nhìn con trai ta đi tính tư cư thăm yến cô nương cha con đi cùng cha không cần bùi thái y đưa tay ra dí vào đầu con trai ngươi ngồi với thừa vũ đi đừng làm bẩn khuê danh cô nương nhà người ta bùi minh đình vậy thì xong rồi ta không chỉ muốn làm bẩn khuê danh cô nương người ta còn muốn làm bẩn người của nàng vậy cha nói với yến cô nương một câu tối nay con đi thăm nàng bùi thái y không để ý tới con trai hắn phất tay áo rời đi bùi minh đình ngồi xuống bên giường tạ ngũ thập hôm nay là một ngày sóng yên biển lặng huynh đệ tốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn căn bản không cần tả chi phi mở miệng cũng biết trong lòng hắn đang nghĩ đến cái gì buổi sáng lục thời mặc phi y buộc tội tử lai buổi chiều phủ doãn thuận thiên có vài người đánh trống kêu oan đều là lên án tử thịnh bùi tiếu. Hán Vương dẫn người đến trang viện nghỉ mát, bây giờ từ lai là chó nhà có tang, đi khắp nơi cầu xin phụ thân cáo bà nội. Từ thịnh đâu? Nhưng huynh đệ tốt của ngươi đều thay ngươi tiếp đón, nghe nói phun ra không ít án mạng, nói không chừng thắng nhóc này còn bị phán sau mùa thu sự chảm đó, để coi Hán Vương có chịu ra tay cứu hay không thôi. Nói tới đây, bùi tiếu bỗng nhiên dừng lại. Tà ngũ thập, người bên cầm y vệ ngươi quen, nếu còn dùng hình tiếp, thì nói không chừng có thể làm cho từ thịnh phun ra một chút chuyện của ông bô nhà hắn đấy. Tuyệt đối không thể. Tạ chi phi. Đừng đánh chó rơi xuống nước, chó cùng rứt dậu đấy. Bùi tiếu. Ngươi là sợ hán vương. Ừ. Tạ chi phi nghĩ tới lời của phụ thân. Trong khoảng thời gian này ra không đi binh mã ti, mỗi ngày người đến tăng lục ti đi điểm danh xong thì tới đây với ta. Tới với ngươi làm gì? Theo ta ăn uống vui chơi, ngủ hoa liễu, đánh ngựa đánh bạc. Đúng rồi, chờ vết thương của ta khá hơn một chút thuận tiện làm ông đồng ông đồng là cái quỷ gì đã có bà đồng thì phải có ông đồng chứ với tính tình của nàng một ngày hai ngày còn có thể ngồi yên mười ngày nửa tháng chị e sẽ sốt ruột chết chúng ta cùng nhau giúp nàng giúp nương tử của mình bùi tiếu trong lòng cực kỳ được ta ở với ngươi tạ chi phi huynh đệ tốt bùi tiếu không đùa giỡn với hắn như ngày xưa lại nói hôm nay lục lão ngựa sửa ngoại trừ buộc tội từ lai, còn buộc tội một người. Ai, đại thái giám nghiêm như hiền, cái gì? Tả chi phi cả kinh ngồi dậy, động đến vết thương vừa băng bó xong, lại rên một tiếng, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Bùi Minh Đình không hề bất ngờ với sự mất khống chế của hắn. Nghiêm như hiền là ai? Người đắc ý nhất bên cạnh bệ hạ. 12 tuổi tỉnh thân đi theo bên cạnh bệ hạ, khi đó bệ hạ còn chưa được phong ấn vương gia hắn bắt đầu làm từ tiểu thái giám bưng trà đưa nước, đi theo bệ hạ Nam Trinh Bắc Chiến, chưa bao giờ hai lòng. Chủ tớ hai người sau những năm tháng dài đằng đẵng làm bạn, một người phong vương xương đế, một người hoàn toàn xứng đáng đại thái giám trong cung. Thân phận nghiêm như hiền bây giờ, theo lý đã sớm có thể an dưỡng tuổi già, nhưng bệ hạ còn để cho hắn ở bên hầu hạ, đủ thấy là tín nhiệm hắn như thế nào. Tạ Chi Phi hỏi. Lục thầy buộc tội gì của nghiêm như hiền, lộng quyền, tham nhũng, còn có. Giọng bùi minh đình đột nhiên thấp xuống. Dâm loạn trốn cung đình. Cái gì? Tạ chi phi cả kinh nửa ngày cũng không cắn ra một chữ. Thái giám đều là những người không có mệnh căn, thường thấy nhất chính là tìm mấy cung nữ xinh đẹp, làm một đôi giã uyên ương. Nếu thật sự có người động tình, chờ cung nữ tuổi tác lớn được ra khỏi cung thì nuôi ở trong phủ. Dâm loạn cung đình. Đó là nhúng chàm nữ nhân của hoàng đế. Sao có thể như vậy được? Vậy bệ hạ nói thế nào? Bệ hạ mắng một câu. Lục thời, ngươi càn rỡ. Rồi trầm mặt trực tiếp hô lui chiều. Tả chi phi quả thực rất tò mò. Người cầu hắn làm việc quá nhiều, quý phụ của hắn cho dù là một gã sai vặt gánh phân thì cũng có nhiều chỗ tốt, tham nhũng cũng chẳng có gì lạ. Dâm loạn cung đình. Ai có thể tin? Ai dám tin? Chuyện trong cấm cung, một ngoại thần như lục thời làm sao biết được? Bùi tiếu nhún vai. Ngươi hỏi ta, ta cũng đang tò mò, suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra. Nghiêm như hiền năm nay bao nhiêu tuổi, ngôn tình tổng tài, chắc là hơn 50 rồi, hơn 50 còn có thể. Khóe mắt tạ chi phi khẽ giật giật. Chẳng lẽ lão ngựa sử hôn mê, có lẽ không, có hay không cũng không phải việc chúng ta cần quan tâm. Bùi tiếu nhướng mày. Ngươi xem đi, không tới ba tháng, lục thời chắc chắn sẽ cáo lão hồi hương, đấu với nghiêm như hiền, hắn có bao nhiêu lá gan để có thể đấu qua vừa dứt lời, gian ngoài đã có người hô tam gia cơm tối tới rồi, bày ở đâu ạ à? bùi tiếu biến sắc trong viện của ngươi sao lại có tỷ nữ tạ chi phi cười khổ mẫu thân ta nhét vào đó sau này nói chuyện cẩn thận một chút sao tả tổng quản lại tới đây đưa hộp thức ăn cho ta các ngươi đều lui ra đi vâng một lát sau tạ tổng quản mang theo hộp thức ăn đi vào ngũ quan trên mặt chen chúc với nhau lại một chỗ, nhìn có vẻ mặt ủ mày trao. Tả chi phi quét mắt nhìn hắn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tả tổng quản vội vàng buông hộp thức ăn xuống, nói hết mấy chuyện vừa xảy ra ở tính tư cư ra cho hắn. Sắc mặt tả chi phi cực kỳ khó coi. Chuyện này, ai nói cho người biết? Là thang viên len lén chạy tới nói, lão nô suy nghĩ, nghĩ nói hỏi với tam ra một tiếng. Rất tốt, tả chi phi nhìn tả tổng quản. Việc này, trong lòng người có kế hoạch gì không? Hồi bẩm tam gia, lão nô còn chưa nghĩ ra, cũng muốn mời tam gia đến giúp đỡ quyết định. Thái độ tả tổng quản càng cung kính. Một phu nhân, một yến cô nương, hai người này đều là người mà hắn đắc tội không nổi. Hắn chỉ là hạ nhân, hạ nhân chỉ nghe lời chủ tử phân phó. Tả chi phi cũng nhức đầu, ngước mắt nhìn bùi minh đình. Bùi minh đình đã sớm tức giận như cái gì, đen mặt nói. Ta nói này, bà nương nhà người một là không biết ăn nói, hai là không biết làm việc, ba còn thích tự cho mình là đúng, thật đúng là một người ngu mà không biết mình ngu. Nói một chữ cũng không sai. Im lặng một hồi, tạ chi phi lập tức có chủ ý. Nguy kể chuyện này cho cha ta nghe, một chữ cũng không được bỏ sót. Tạ Tổng Quản không nghĩ tam gia sẽ trực tiếp đâm tới chỗ lão gia, suy nghĩ một chút, vẫn khuyên một câu. Tam gia, lão gia biết rồi, sợ sẽ càng không thích phu nhân, ngài xem, con người phu nhân người này chỉ có lão gia mới có thể trị được bà mà thôi. Tả Chi Phi mệt mỏi nhắm mắt lại. Nếu còn không nói thì thì e còn có lần sau. người đi đi. Tả tổng quản liếc mắt, khuyên nhủ Tam gia với Tiểu Bùi gia rồi liền lui ra ngoài. Bùi Tiếu mới không thèm khuyên, không đổ thêm dầu vào lửa đã là không tệ rồi. Ngô thị này coi con trai, con gái mình như bảo bối, coi người khác như cỏ rác, phải trị bà từ lâu rồi ta nói nè, là do hai huynh đệ nhà người bảo vệ bà tốt quá, người này càng không lo động não thì đầu óc càng ngu si. Vị tráng sĩ này, tả chi phi hiểu khi vô lực nhướng mí mắt, cho một con đường sống được không? Tráng sĩ trợn mắt, trả lời hắn bốn chữ. Lời thật mấy lòng. mươi 243, tới cửa. Yến Tam Hợp không nghĩ tới bùi thái y còn có thể tới khám cho mình, ngoan ngoãn vươn tay ra. Mấy lần bắt mạch, bùi ngụ giờ đã am hiểu mạch tượng của Yến Tam Hợp, ba ngón đặt lên thì đã biết không có gì đáng ngại. Chân này của ngươi ngàn vạn lần không thể xuống giường, nhất là nửa tháng đầu tiên, đây là thời điểm gân cốt tự lành, nếu để sai vị trí thì sau này sẽ rất khó khăn đấy. Yến Tam Hợp có chút trột giả gật đầu. Chuyện đó, bùi thái y hắng giọng. Nội tử bảo ta cảm ơn cô nương, chuyện quý ra may mắn có cô nương. Sao nội tử là vợ ông ấy à? Không cần cảm ơn. Yến Tam Hợp không để hắn nói tiếp đây là chuyện đã giao dịch qua lại rồi, cảm ơn cũng vô ích, thang viên, tiễn bùi thái y giúp ta. Vâng. Hai người rời đi, Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn buồn bực ngồi trong góc, khe khẽ thở dài. Nhà đầu này 89 phần 10 là đã nghe hết lời Ngô Thị nói. Nếu người ở tả phủ không thoải mái, chờ chân ta đi được, chúng ta dọn đến khách điếm ở. Đúng là nên như thế. Lý Bất Ngôn hư hư. Cái gì mà không táo bảo, không ngả ngớn, làm như khắp thiên hạ chỉ có nàng là nữ tử đứng đắn không bằng. Ngô thị này nếu như mắng chính mình, Lý Bất Ngôn còn có thể nhịn, mắng yến tam hợp, không động thủ đã là nể mặt nàng lắm rồi. Lão ra đến rồi. Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn hai mặt nhìn nhau, sao hắn lại đến? Dèm vừa động, tạ đạo chi đã tới, không nói hai lời hành lễ với Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp vừa nhìn hành động này, thì biết hắn đến đây là vì ngô thị, chân bị thương không thể đứng dậy, bèn như người, nhận nửa lễ của hắn. Tả đạo chi ngồi xuống bên cạnh nàng, trước khi mở miệng thở dài. Nội nhân ngu xuẩn, ta thay nàng xin lỗi cô nương. Yến Tam hợp nhíu mày. Tả lão ra không cần như thế. Phải như thế, như thế còn chưa đủ. Mặt tả đạo nhất thành khẩn. Sau này ta sẽ kìm kẹp nàng, không cho nàng mất mặt xấu hổ trước mặt cô nương. Kính xin cô nương nể tình ta và lão phu nhân, đừng để trong lòng. Từ thái thấp đến trình độ này, Yến Tam Hợp cũng không tiện nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tả Đạo Chi lúc này mới lộ ra chút ý cười. Đa Tả cô nương đã cho ta cái mặt giả ngu này, thực ra trong lòng ta cũng xấu hổ. Không cần như thế, Yến Tam Hợp thản nhiên mở miệng, "Đại thiếu phu nhân đối xử với ta rất tốt, ta chỉ nhớ tốt, không nhớ xấu." Nghe xem, đây mới là khí độ. "Đã như thế, cô nương dưỡng thương cho tốt." Tả Đạo Chi không nói thêm gì nữa lại vội vàng vén rèm rời đi, giống như có việc gấp. Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ tới một người thang viên. Nhưng mà không đợi các nàng kêu, thang viên đã xông vào quỳ gối trước mặt Yến Tam Hợp. Cô nương, là nô tỳ báo tin cho tạ tổng quản. Yến Tam Hợp nhíu mày. Vì sao làm như vậy? Làm người của cô nương, nô tỳ mấy ngày nay cũng nhìn ra một ít, cho dù bị tuổi thân thì người cũng sẽ không biện hộ cho mình. Cho nên, ngươi là muốn biện hộ cho ta một tiếng hạ nhân trong phủ này quen đón cao đạp thấp cô nương nếu chịu thua thiệt không lên tiếng một lần bọn họ sẽ coi thường cô nương một một lần cô nương chịu thua thiệt hai lần không lên tiếng bọn họ còn dám coi thường cô nương hai lần thời gian lâu dần cô nương sẽ đau lòng ta đau lòng gì chứ yến tam hợp nhìn lý bất ngôn lý bất ngôn vừa đưa tay đỡ vừa cười nói những người này căn bản không vào được trái tim của tiểu thư chúng ta hơn nữa nếu thực sự đau lòng thì chúng ta sẽ vác đồ đạc lên cút lẹ thang viên nhỏ giọng nói thầm ta đoán được mọi người muốn đi lý bất ngôn trêu chọc nàng sao người không đành lòng à thang viên đỏ mặt không nói lời nào yên tâm đi nếu thật sự muốn đi chúng ta cũng phải bắt cóc người đi lý bất ngôn vỗ vỗ vai nàng nhẹ nhàng chớp mắt thang viên sao nghe cứ như là muốn bỏ trốn vì tình vậy tả đạo chi đâu chỉ là gấp gáp trong lòng hắn đang nổi lửa rồi lửa càng lớn dưới chân càng đi gấp rất nhanh đã tới viện của mô thị mô thị vừa mới từ trong viện của lão phu nhân trở về còn chưa thở được một hơi đã nghe người bên ngoài hô lão ra tới vội vàng ra ngoài nghênh đón tả đạo chi đi vào trong cùng nàng ngăn mọi người lại câu đầu tiên mở miệng khiến ngô thị biến sắc sau này nàng không được đến tính tư cư nữa lão ra đây là vì sao? Nàng còn có mặt mũi hỏi ta vì sao? Tạ đạo nhất vỗ mấy cái. Không cho nàng đi là để lại thể diện cho nàng, nếu không phải nể tình con cái thì ta đã cấm túc nàng rồi. Ngô thị sợ đến chảy nước mắt. Lão ra, ta đã làm sai cái gì, mà ông muốn cấm túc ta. Ta chẳng qua chỉ là thấy Yến cô nương bị thương chân, nhắc nhở nàng đi đường vững vàng một chút. Tả đạo chi? Nàng như thế là nhắc nhở sao? nàng là đang lòng vòng nói người ta không an phận thì có. Ta, mô thị khóc nói, ta là vì tốt cho ông mà, tạ phụ làm gì có cô nương nào ngày ngày đều chạy ra ngoài, một khắc cũng không về nhà. Cô ấy không phải cô nương bình thường, chuyện của cô ấy lão phu nhân còn mặc kệ thì nàng xen vào làm gì hả? Là bởi vì lão phu nhân dung túng, nên ta mới phải quản một chút đó. Mô thị nói đầy đạo lý. Nếu không, tương lai nàng gây ra họa, phá hỏng thanh danh tạ ra thì phải làm thế nào cho tốt. Nàng! tả đạo chi nhìn khuôn mặt ăn nói chính nghĩa của mô thị, đột nhiên bao nhiêu lửa trong lòng đều tắt hết, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ và mệt mỏi nói không nên lời. Hắn và mô thị thực ra cũng có hai năm ân ái. Khi đó hắn đi học, nàng hầu hạ mẫu thân, lo liệu gia sự, cuộc sống tuy khó khăn nhưng lại hòa thuận. Sau đó hắn trúng cử, làm quan, gia nghiệp từng chút đi lên, sau đó hai người càng ngày càng ít tiếng nói chung. Không phải trời đấy bên ngoài muôn màu muôn vẻ, làm cho hắn mê mẩn, mà thật sự là ngươi nói đông, nàng nói tây, ngươi nói nam, nàng nói bắc, không có nói với nhau được. Phu nhân, Tả đạo chi thở dài. Hôn sự của lão tam ta tự có chủ trương, người ở tính tư cư nàng đừng lo nhiều, nàng chỉ cần an phận hầu hạ lão phu nhân, làm tốt phu nhân của Tả đạo chi ta là được. Ngô Thị không nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của tả đạo chi, lại nghe ra một tầng ý tư khác. Ý của lão ra là, nếu ta lại quản chuyện bên tính tư cư thì lão ra sẽ bỏ ta sao? Ông nói gà bà nói vịt, ông nói gà bà nói vịt trời ơi. Tả đạo chi tức giận vỗ bàn, tức giận nói. Đúng, nếu nàng còn quản chuyện ở tính tư cư, thì đừng trách ta không nhớ tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy. Ngô Thị ngây dại, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống lão gia vì một người ngoài mà đòi bỏ ta mấy năm nay ta trên hầu hạ lão dưới hầu hạ trẻ không có công lao cũng có khổ lao lão gia vào kinh đi thi ba năm ba năm kia ta và lão phu nhân phu nhân phu nhân lão gia đã sớm đi rồi đi rồi ngô thị ai à một tiếng khóc dòng nói nỗi khổ của ta còn chưa kể hết mỗi lần cãi nhau mỗi lần tố khổ đừng nói lão gia không kiên nhẫn nghe đến ta cũng nghe không nổi nữa. Lý chính ra thầm nghĩ, nghĩ đến mấy tấm ngân phiếu kia đỗ cô nương cho, lại bắt đầu tận hết sức lực châm ngòi. Phu nhân, ngài xem ta nói không sai chứ, nhà đầu kia ghê gớm lắm, lão ra vì nàng mà đến cả người cũng muốn bỏ đấy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 244, Yên Chi. Lúc mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, Chu Thanh mới gõ cửa tính tư cư. Yến Tam Hợp vốn đã nghiêng trên giường buồn ngủ, vừa nghe là mời nàng đi qua, trong tròng mắt đen chợt tỏa ra ánh sáng. Lý bất ngôn buộc túi đồ vào phía sau, cẩn thận nâng nàng dậy. Thang Viên ngồi xổm xuống thay một chiếc giày vào cho Yến Tam Hợp, một chân bị bọc băng gạc rất dày nên không cần mang. Thang Viên, ngươi ngủ trước đi, không cần chờ chúng ta đâu. Ta chờ cô nương trở về. Thang Viên chỉ vào giỏ may. Vừa lúc rảnh rỗi ra may cho cô gái mấy cái quần mùa hè rộng một chút, như vậy chân thò vào vươn ra cũng tiện. Đừng tiết kiệm đèn dầu, cẩn thận mắt. Lý bất ngôn dặn dò một câu, ôm lấy Yến Tam hợp rồi đi. Ra khỏi viện, cô thấp giọng nói. Càng nhìn càng cảm thấy nhà đầu này chi kỷ, còn biết biện hộ cho ngươi một tiếng. Yến Tam hợp gật gật đầu. Thang viên không nói nhiều, nhưng việc ăn, mặc, ở, đi lại của nàng đều sắp xếp thỏa đáng không cần nàng và Lý Bất Ngôn phải lo gì cả. Còn chịu được nhàn rỗi, cho dù có thời gian cũng không chạy ra ngoài, không cắn hạt dưa, bà tám với các nha hoàn khác của tả phủ, thà rằng ở trong phòng may vá. Đáng quý nhất là, nàng rõ ràng có một bụng nghi hoặc, vẫn lại không hỏi tiếng nào, chỉ làm tốt bổn phận của một hạ nhân. Sau này, chúng ta làm việc không cần tránh nàng. Lý Bất Ngôn cười khẽ. Không tránh cũng tốt, có một số việc nàng sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Hai người nói chuyện phiếm với nhau, rất nhanh đã đến viện Thế An, Chu Thanh ôm đèn lồng chờ ở cửa viện. Đi vào thư phòng, Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn đồng thời sửng sốt. Trong thư phòng có một cái giường La Hán, giữa giường đặt một cái bàn nhỏ, một đầu là tạ chi phi, đầu kia. Ngồi ở đầu kia là một nữ tử xinh đẹp mặc váy lụa màu tím. Lông mày lá liễu, eo rắn nước, bộ ngực nặng trịch, muốn cho người ta không liếc nhìn nàng cũng khó. Nữ tử kia đang lột vải, mười ngón tay giống như hành tây, mỗi đầu ngón tay đều được son màu đỏ tươi, nhìn còn hấp dẫn hơn cả bộ ngực nặng trịch kia. Phụ nhân bóc xong một quả vải, vừa đào mắt đã đưa đến bên miệng tạ chi phi. Tam gia, a, à, há miệng ra nào. Tạ chi phi dùng ánh mắt ý bảo cô đừng lẳng lơ, an phận một chút cho ra. Vị này là Yến Tam Hợp, nàng tìm ngươi có chút chuyện. Yến Tam hợp, vị này tên Mai Nương, có cái gì ngươi trực tiếp hỏi nàng. Yến cô nương, Yến Tam hợp, cuối cùng cũng gặp được người thật. Mai Nương ném thịt quả vào trong đĩa, đứng dậy nũng nịu chào Yến Tam hợp. Xin chào Yến cô nương, Mai Nương không cần khách khí, Yến Tam hợp, ngươi ngồi chỗ này. Bùi Tiếu chỉ chỉ vào giường trúc, ta giúp ngươi ngồi thử rồi, rất thoải mái. Lý bất ngôn cẩn thận đặt người xuống, Bùi Tiếu cầm lấy một cái ghế thấp kê chân lên đi, như vậy sẽ khỏi nhanh hơn. Đa tạ. Yến Tam hợp từ từ đặt chân lên. Bùi tiếu cười giả lả, phu thê nhà mình cần gì phải cảm ơn. Yến Tam hợp ngồi thoải mái xong thì mở miệng. Mai nương, không ngại ta vừa gặp đá bàn chính sự chứ. Cô nương không cần ngại đâu. Mai nương kiều mị nhìn tạ chi phi một cái. Nếu cô nương không tìm ta, thì với thân phận của ta cả đời này cũng đừng hòng bước vào cửa tạ phủ. Nếu Mai Nương không nói lời này, yến tam hợp sẽ không nghĩ sâu xa về phương diện đó nàng vừa nói như thế lại phối hợp với thân trang phục này của nàng còn có diễn xuất yến tam hợp trợt lộ ra vài phần đồng tình trên đời này có mấy nữ tử tự cam chịu đọa lạc đều là bất đắc dĩ mới phải đi bán nụ cười thôi lại nhìn tạ chi phi yến tam hợp không biết tại sao đột nhiên thấy cực kỳ không vừa mắt với hắn có thể mời người đến nhà có thể thấy được hai người quen thuộc có thể quen thuộc với người dựa cửa bán nụ cười có thể thấy được tam gia này vào trốn câu lan không ít lần tạ chi phi vừa thấy yến tam hợp lộ ra ánh mắt như vậy đã biết nha đầu này nghĩ lệch lạc rồi hắn cũng không giải thích nhiều chu thanh ngươi ra ngoài canh cửa viện đừng cho bất cứ ai tiến vào vâng thưa ra cửa đóng lại lý bất ngôn đặt đồ đạc trong bao trước mặt mai nương mai nương yến tam hợp hôm nay nhọc cho ngươi đi một chuyến là vì muốn người giúp xem nhưng thứ này là kiểu cách của lúc nào mai nương mờ mịt nhìn tam gia tam gia không nói gì tiểu bùi gia lên tiếng nhìn cho kỹ nhìn ra thứ gì hay ho thì bùi gia thưởng cho ngươi mai nương lúc này mới cầm lấy hộp son đặt ở trong tay lật qua lật lại xem càng nhìn lông mày càng nhíu chặt yến tam hợp thế nào có vấn đề gì à mai nương cười dài nói yến cô nương hộp son này không phải kiểu dáng thịnh hành hiện nay, kiểu dáng và chế tác này đã rất lâu năm, bây giờ trên thị trường đã sớm không mua được nữa rồi. Yến Tam Hợp Ngươi có thể nhìn ra, đại khái là năm nào không? Mai Nương vươn ngón tay bấm vài cái. Ít nhất cũng hai mươi mấy năm trước, dù sao từ lúc ta dùng son tới nay, chưa từng thấy loại này. Hai mươi mấy năm, đó là lúc tĩnh trần hai mươi mấy tuổi. Nàng thế nhưng lại còn cất giấu một hộp son lâu như thế vì sao chứ yến tam hợp và tạ chi phi liếc nhau lại hỏi mai nương ngươi có nhìn ra được chất lượng tốt xấu của hộp son phấn này không mai nương lấy tay ước lượng trọng lượng yến cô nương rất nặng hộp son càng nặng giá cả càng đắt yến tam hợp ý người là thứ đồ vật như này người bình thường không thể dùng tới phải là cao môn đại hộ mai nương cười quyến rũ đương nhiên cô nương nổi tiếng trong câu lan cũng có thể dùng được Dứt lời, đôi mắt tiểu bùi ra hung tợn chừng tới. Mai nương nhớ mày, tiểu bùi ra, ngài sao vậy? Bùi tiếu chừng mắt, đừng làm bẩn lỗ tai cô nương nhà người ta. Mai nương vừa thấy dáng vẻ này của bùi ra, lại ngẫm lại dáng vẻ ân cần lúc hắn thấy yến cô nương, thì chẳng có gì khó hiểu nữa cả. Ồ, hóa ra là người trong lòng tiểu bùi ra à? Yến Tam hợp hồn nhiên không để ý hai người mắt mày qua lại. Mai Nương, Ngươi nhìn xem bộ thủy điền y này đi." Mai Nương nhìn kỹ, lại đưa tay ra sờ thử. "Bộ thủy điền y này cũng đã lâu năm rồi, hơn nữa chất liệu vô cùng tốt, yến cô nương xem ống tay áo này." Cô chỉ vào hoa mẫu đơn trên cổ tay áo. "Bộ thủy điền y này là từ trong cung truyền ra, rất thịnh hành trong các nhà quý tộc giàu có, ống tay được thêu hoa mẫu đơn, mai, lan, tre và cúc. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì bách tính bình thường cũng mặc trên ống tay áo thỉnh thoảng cũng thêu hoa. Tại sao, cô nương nhìn xiêm y này, màu sắc từng miếng vải khác nhau đã đủ diễm lệ sáng ngời, còn cần dùng hoa điểm xuyết. Yến Tam hợp ngừng đầu, lại đụng phải tầm mắt tạ chi phi. Hai người đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Phấn son là hơn 20 năm trước, xiêm y cũng là hơn 20 năm trước, không cần nghĩ dày thêu này hơn phân nửa là thế. Tĩnh Trần dùng bộ xiêm y thế này làm áo liệm, hiển nhiên là có dụng ý. Như vậy, dụng ý là gì? Chương 245, nói dối. Mai Nương thấy không ai nói gì, chỉ vào giày thêu hỏi. "Yến cô nương, giày này còn cần xem không? Làm phiền cô nương xem thử lần nữa." Mai Nương cầm lấy giày, lật qua lật lại. Tay nghề này không cần phải nói, chỉ cần nhìn đường kim tỉ mỉ là biết, quan trọng nhất là giày này mặc dù đã có 5 tháng, nhưng số lần dùng đến thì chưa được 4 năm lần. Nàng chỉ vào đế giày, Yến cô nương nhìn đế giày này, không hề bị mài mòn, gần như là mới. Yến tam hợp gật gật đầu. Theo hoa này. Mai nương vừa giãn ra lông mày, lại nhíu vào. Theo hoa này làm sao? Theo đẹp thật, nhìn thật vui mừng. Mai nương là một nữ nhân thích trương diện, nhịn không được đứng lên, cầm xiêm y khoa tay múa chân trên người mình. Đáng tiếc, ta bây giờ mập mập mặc không vào, nếu lúc trẻ hơn 10 tuổi, xiêm y này mà mặc lên người ta thì, chật chật chật. Nàng vừa nói như vậy, Yến Tam Hợp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tĩnh Trần hơn 40 tuổi, trước khi Lâm Trung có thể mặc vừa bộ xiêm y này, có thể thấy được nàng giữ dáng rất tốt, giống như thiếu nữ vậy. Điều này không dễ làm được, tuy rằng ni cô trong am ăn chay, nhưng cả ngày ngồi tiền niệm kinh, ngồi lâu bất động thì dưới thân sẽ lớn lên. Lý Bất Ngôn rất nghiêm túc nhớ lại một chút. Ta đã quan sát rồi, toàn bộ 50 vị ni cô ở am Thủy Nguyệt, chỉ có mấy tiểu ni cô dưới 20 là thân dưới tinh tế mảnh mai. Còn lại, đều là thân trên nhỏ, chi dưới hơi thô. Ánh mắt Yến Tam Hợp mang theo móc câu. Ngươi nói tính trần là trời sinh gầy gò, hay là cố ý giữ dáng. Lý bất ngôn nhún vai. Cái này thì ai biết được. Chờ, chờ, chờ chút. Mai nương không chỉ có hàm răng run rẩy, cả người đều run rẩy. Yến cô nương, bộ, bộ, bộ y phục ngươi, ngươi, các ngươi, là lấy được. Từ đâu thế? Lý bất ngôn. Trên người người chết đó. À. Mai nương sở tới mức ném quần áo đi, lao thẳng vào trong ngực tiểu bùi ra, ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Cút đi, thê tử ta còn ở đây đó. Nhưng chẳng thế nào đẩy ra được. Tiểu bùi ra sở tới mức vội vàng giơ tay lên, biến mình thành một cây gậy. Tam hợp, ta không chạm vào nàng. Người có chạm vào nàng hay không nói với ta làm gì? Yến tam hợp thấy mai nương sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy như cái sàng, Trấn An nói. Nàng đùa với ngươi thôi, siêm y này chỉ là có chút năm tháng, không phải lột từ trên người người chết xuống đâu. Lý bất ngôn, nói dối. Bùi tiếu, bà đồng cũng nói dối. Tả chi phi, vì sao bà đồng không thể nói dối? Làm ta sợ muốn chết. Mai nương buông lỏng tiểu bùi ra ra, vỗ ngực, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi chừng lý bất ngôn. Cô nương nhìn là người rất hiền lành, sao lòng giả ác độc như vậy người dọa người thật là muốn hù chết người lý bất ngôn ta ác độc yến tam hợp chột giả ho khan một tiếng mai nương ra khỏi cái cửa này lời chúng ta vừa nói ngươi vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải coi như không nghe thấy có được không ây yến cô nương này e là không biết quan hệ thực sự giữa ta và bùi gia tam gia rồi mai nương ta nếu dám phun ra nửa chữ ngày mai ta sẽ dập đầu nhận tội với tiểu bùi gia, tam gia. Yến cô nương yên một trăm cái tâm đi, ta làm người không có bản lĩnh gì khác, chỉ giỏi kín miệng thôi. Vừa dứt lời, Chu Thanh đột nhiên đẩy cửa vào. Ra, phu nhân ở bên ngoài, nói phải nhìn ra một cái mới chịu rời đi. Khóe miệng tả chi phi vốn nhích lên, chậm rãi hạ xuống. Cửa viện, mở ra. Bùi tiếu phe phẩy quạt, lảo đảo đi ra ngoài. Sao phu nhân lại tới đây? Ngô Thị vừa thấy là hắn đến thì gượng cười nói. Đến thăm Tam Nhi, phu nhân, thừa vũ đã ngủ rồi, ngày mai phu nhân lại đến đi. Trong lòng Ngô Thị không vui. Vừa rồi Chu Thanh ngăn cản, lúc này bùi tiếu ra ngăn cản, thế nào, mẫu thân như bà đến thăm con trai cũng không được sao. Ta nghe nói, trong viện của Tam Nhi có người tới. Cũng không gạt phu nhân, là gọi từ bên ngoài tới. Cái gì mà gọi từ bên ngoài tới? Là, ai già, phu nhân đừng hỏi dù sao thừa vũ cũng sẽ không cho là thật chỉ là gọi tới chơi đùa thôi khuôn mặt già nua của ngô thị đỏ bừng đẩy bùi tiếu sang một bên lập tức tiến lên đứa nhỏ này chơi lúc nào mà chẳng được lỡ như chơi hỏng mình thì sao ờ mai nương rửa vào cửa coi như cũng là cao môn đại viện sau nửa đêm nửa hôm mẫu thân lại chạy vào trong viện của con trai chuyện này mà truyền ra ngoài thì khó nghe lắm đó phu nhân Ngô Thị vừa thấy dáng vẻ này của Mai Nương thì cực kỳ tức giận. Nghĩ đến thanh danh của con trai, bà nghiến răng. Lão Tam, con, thân thể con quan trọng hơn, đừng có ngày đêm. Dứt lời, bản thân cũng rất xấu hổ quay đầu đi. Trong phòng, trên chiếc giường la hán, tả chi phi nửa dựa nửa nằm, đầu tóc đen buộc lại bằng dây, nhìn qua có vẻ như đang làm hành vi phóng đáng, cực kỳ giống tay lão luyện trong chốn phong nguyệt. Yến Tam hợp thấy bộ dạng này của hắn, tuy rằng trong lòng xấu hổ, nhưng vẫn cảm thấy hắn dùng cái cớ hạ lưu như vậy để đối xử mới mẫu thân mình thì có hơi bất ngờ. Con trai làm chuyện xấu, không phải đều sẽ gạt trường bối sao, nào có ung dung như hắn, chỉ hận không thể khiến nương mình tức chết mới thôi. Không đúng, ánh mắt Yến Tam hợp chợt trầm xuống. Tạ Chi Phi lúc này mới lười biếng mở miệng. Mai nương mở sòng bạc, chủ tiệm. Sòng bạc, Yến Tam Hợp không dám tin nghiêng đầu, nhìn Lý Bất Ngôn. Biểu cảm của Lý Bất Ngôn còn khiếp sợ hơn nàng. Chủ sòng bạc là nữ, còn là một nữ nhân xinh đẹp. Không đợi các nàng thở ra một hơi, thì đầu ngón tay tạ chi phi đã gõ hai cái lên tay vịn giường la hán. Mai Nương là người của ta, mở sòng bạc là ta mở, nàng xử lý chuyện trong ngoài thay ta. Ẩm ầm cho dù Yến Tam Hợp lạnh lùng lãnh đảm, lúc này cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, yên lặng nhìn tạ chi phi, con người không nhúc nhích. Hắn rất hưởng thụ ánh mắt chăm chú của Yến Tam hợp khi nhìn hắn. Còn tưởng rằng trên đời này không có chuyện gì có thể làm cho Yến cô nương giận mình. Yến cô nương nở nụ cười tự diễu. Tạ tam gia, người rốt của có bao nhiêu khuôn mặt vậy? Dường như đều bị người nhìn thấy hết rồi đó. Có ma mới tin. Hắn thẳng thắn thành khẩn như vậy, Yến Tam hợp sức khoát hỏi. Người mở sòng bạc là vì, vì hắn. Vậy ngươi cố ý để mai nương quang minh chính đại vào tạ phủ, cố ý để cho mẫu thân ngươi hiểu lầm, là vì... Phong lưu ăn chơi thì phải có dáng vẻ của phong lưu ăn chơi, ngày mai sẽ có người biết tạ tam gia dù có bị người đánh gần chết, thì cũng sẽ đi tìm hoa hỏi liễu, mê đánh bạc. Tạ chi phi hất cằm, nếu không, tam gia sẽ trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Tam gia còn không có năng lực lớn như vậy, là tạ ra sao? Yến tam hợp cười gần. Tạ Chi Phi chỉ cần động đẩy thì sẽ đặt Tạ Gia lập lên đầu sóng mọn gió. Tạ Gia còn không phải cục đuôi làm người sao? Tam Gia ngước mắt lên, dừng ở trên người nàng, chợt hơi hợt cười. Tam Gia là Tam Gia của Tạ Gia, Tạ Gia là Tạ Gia của Tam Gia, có gì khác nhau sao? Có chứ. Yến Tam hợp thấp giọng nói. Tam Gia chắn trước Tạ Gia, Tạ Gia đứng sau Tam Gia, vị trí tương đối thông minh. Còn thông minh ư, không phải đều bị ngươi nhìn ra hết rồi sao? giọng điệu tủi thân, phối hợp với đôi mắt to vô tội kia, hơn nữa bên khóe miệng hơi nhợt nhạt có hai lúm đồng tiền lún sâu. Yến Tam Hợp bỗng nhiên cảm thấy không biết đặt ánh mắt ở đâu. chương 246, túi ra. Yến Tam Hợp. Giọng tả chi phi ép xuống rất thấp rất thấp. Chuyện buổi chiều, ta xin lỗi người thay nương, người nể mặt ta đừng so đo với bà. Yến Tam Hợp. Sao hắn cũng biết. Ngực tả chi phi chậm rãi phập phồng. Sau này, tam gia cũng chắn trước mặt ngươi, được không? Có một loại cảm xúc khó có thể diễn tả, giống như thủy triều, mãnh liệt pha vào yến tam hợp. Bất ngôn, bất ngôn, bế ta về. Trong giọng nói của nàng, có sự dồn dập mà bản thân nàng cũng không thể phát hiện, giống như binh lính bại trận, chỉ có một con đường duy nhất đó là chảy trôi chết. Lý bất ngôn buộc túi đầu lên người, bế yến tam hợp lên, rồi liếc về phía nam tử trên giường la hán. Khuôn mặt nam nhân sưng đến chẳng ra hình dáng gì, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Lão hồ ly tình trường. Lý bất ngôn thầm giúp mắng yến tam hợp một câu. Tam hợp nhà ta sao lại đi nhanh như vậy? Chủ tớ hai người đi không thấy bóng dáng, bùi tiếu còn cúi đầu nhìn. Ta đã nói được với nàng mấy câu đâu. Tạ chi phi không nói lời nào, đưa mắt ra hiệu với Chu thanh. Chu thanh hiểu ý, đi tới trước phòng sát phách đang sáng đèn. Tiểu Hồng ngươi đi một chuyến, ra muốn ăn khuya, lục ỷ ngươi đi một chuyến đến chỗ của lão phu nhân, nói là thỉnh an giúp ra. Vâng. Hai tỷ nữ một trước một sau rời khỏi thế an viện. Chu Thành đóng cửa thư phòng lại rồi tự mình canh giữ ở cửa. Trong thư phòng, Mai Nương Quy Cổ ngồi ở trên ghế tròn, đè thấp thanh âm, báo cáo lại mấy tin tức quan trọng mười mấy ngày gần đây tìm hiểu được cho tam gia mục đích của việc mở sòng bạc ngoài kiếm tiền cho tam gia ra thì còn có một tác dụng khác tìm hiểu tin tức trên đời này có hai loại kinh doanh buôn bán có thể biết được sự hưng thịnh của một gia tộc một là thương nhân đồ cổ hai là sòng bạc thế gia suy tàn sẽ không hiện ra ở bên ngoài thường là bán bảo bối tổ tông lưu lại lấy tiền mặt phá tường đông đắp tường tây mà gia đình hưng thịnh thì sẽ âm thầm mua bảo bối nhà ai vào nhà ai ra trong lòng thương nhân đồ cổ đều hiểu rõ. Còn sòng bạc thì sao? Bỏ qua những con quỷ đánh bạc bán con bán nhà không nói, ví dụ như Lưu Công Tử Thành Đông tháng trước tới 8 chuyến, tháng này chỉ tới 5 chuyến. Thiếu ba chuyến này nghĩa là trong tay Lưu Công Tử còn không nhiều bạc, nghĩa là Lưu Gia đang đi xuống. Nếu như Lưu Công Tử tháng này đến 10 chuyến, như thế thì nhiều thêm hai chuyến, chứng tỏ gần đây hắn có tiền phi nghĩa. Tả chi phi lợi dụng sòng bạc, lợi dụng binh mã ti bắc thành, từng chút theo dõi hướng đi của các nhà quyền quý trong tứ cửu thành giúp Thái Tôn. Mai Nương nói xong, tạ chi phi bèn bảo nàng rời đi. Người vừa đi, hắn đã nói với Bùi Tiếu một câu. Minh Đình, ta chịu hết nổi rồi. Sau đó kêu Chu Thanh bế hắn về phòng. Cỗ thân thể này tuy hắn có rèn luyện nhiều năm, nhưng nền tảng dù sao quá yếu, lúc nãy ăn nói ngông cuồng dọa yến tam hợp chạy, là không muốn để cho nàng nhìn thấy hắn đã mệt đến nói không ra lời. Chu Thành đặt hắn lên giường, cầm khăn ướt lau mồ hôi rút ra mình. Ra cố ý cho người đi tiết lộ tin tức Mai Nương đến phải không? Chỉ có người hiểu ta, là vì Yến cô nương sao? Ừ. Mí mắt Tam Ra hơi nâng lên, nhìn về phía người bên giường. Ta chỉ muốn cho bà nhìn thấy, không phải cô nương người ta không đứng đắn, mà con trai bà mới là hạng không đứng đắn tốt lành gì. Trong tĩnh tư cư, Yến Tam hợp nằm thẳng trên giường đầu óc còn đang suy nghĩ đến chuyện của tĩnh Trần. Việc cấp bách trước tiên là tìm ra thân phận của tĩnh Trần lúc còn sống, chỉ dựa vào túi đồ này e là rất khó. Bất ngôn, người này mai lại đến am thủy nguyện một chuyến, giúp ta. Tiểu thư tốt của ta ơi, người kêu ta đánh nhau thì được, để cho ta hỏi thì. Lý bất ngôn sợ đụng phải chân bị thương của Yến Tam Hợp, nên đến ngủ trên giường trúc dưới cửa sổ. Ta có đầu óc này lúc nào hả? Tìm Tam ra đi. Yến Tam Hợp bây giờ không muốn nghe tên người này. Trên đời này có rất nhiều người sinh ra một bộ túi da tốt, nhưng bên trong đều là vỏ rỗng. Tam gia không phải. Tam gia sinh ra một bộ túi da tốt, bên trong lột ra một tầng, lại lộ ra một tầng da không muốn người khác biết. Lại lột ra, lại lộ ra một tầng, rốt cuộc có bao nhiêu tầng, ngoại trừ chính hắn thì không ai biết cả. Càng nguy hiểm hơn là, người này thỉnh thoảng lại khẽ vẫy tay với nàng hấp dẫn nàng đi tìm tòi nghiên cứu những thứ không biết là nguy hiểm hay kho báu bên trong. Tìm hắn làm gì? Giọng nàng tức giận. Mấy chuyện thẩm vấn phạm nhân, hắn hay làm, chắc chắc sẽ lành hơn ta. lanh chỗ nào, ta không nhìn ra, vẫn là ta tự. Yến tam hợp, lời bùi thay y nói tốt nhất là người nghe cho ta, bị thương đến gân cốt thì không thể động đậy được, phải dưỡng, còn phải tĩnh dưỡng. Lý bất ngôn biết tâm tư của nàng. Đừng ngại, không phải hắn nói muốn chắn trước mặt ngươi sao ai cần hắn chắn yến tam hợp vừa nghe lời này thì tức giận hắn tưởng mình là cây ô chắc lý bất ngôn hiếm khi thấy yến tam hợp đùa giỡn bật cười ô có gì không tốt có thể che gió có thể che mưa nắng thì còn có thể che mặt trời yến tam hợp chống người cúi đầu nhìn lý bất ngôn lúc trước ngươi không nói với ta như vậy ngươi nói nữ tử dựa vào cái gì cũng không đáng tin phải dựa vào chính mình không sai nhưng bây giờ chân người đang bị thương đó sao? Lý bất ngôn từ trên sạp bò dậy, nhét cái khăn dưới gối vào trong tay Yến Tam Hợp, lại khẽ đè người nàng xuống. Tâm ma của tính trần vừa chôn xuống, trong am đã phát hiện ra điều không ổn. Tam gia bị thương 6-7 ngày thì ta thấy cũng sắp khỏi rồi đó, người thì cần phải dưỡng chân. Lý bất ngôn nhìn nàng dịu dàng. Nếu như hắn nói được làm được thì chúng ta hãy nhờ hắn giúp đỡ, đến lúc cần cảm ơn thế nào thì cảm ơn như thế đó, nếu như hắn chỉ buộc miệng nói thôi về sau chúng ta đừng tin hắn yến tam hợp hình như cũng có lý được rồi đừng nghĩ nữa ngủ đi vết thương của ngươi kỵ nhất là nghĩ nhiều ta bị thương ở chân không phải ở đâu đều giống nhau cả thôi ngủ 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 yến tam hợp nắm chặt khăn nhắm mắt lại không biết là mệt mỏi thật hay có lý bất ngôn bên cạnh mà hô hấp của nàng dần dần trở nên đều đặn phải nắm khăn trong tay mới ngủ được cũng không biết trước đây ai chiều cái tật xấu này của ngươi. Lý bất ngôn trở lại giường trúc, đầu gối lên cánh tay, nàng thì lại chẳng hề buồn ngủ. Nguyên nhân nàng không chịu đi am thủy nguyệt, ngoại trừ đầu óc không đủ dùng ra, thì nàng thực sự chẳng dám rời khỏi yến tam hợp nửa bước. Ngô thị hôm nay ngoài miệng đâm vài câu nói, ngày mai lỡ như muốn động thủ thì làm sao bây giờ? Nhà đầu này bị thương một chân, chỉ có thể mặc cho người ta đánh chửi. Cái gì mà am thủy nguyệt, cái gì mà tính trần. Tất cả đều không quan trọng bằng nàng. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. Một bóng đen rơi vào viện Thế An. Chu Thanh mở to mắt, một tay sờ lên kiếm bên gối. Chu Thanh ca, là ta. Chu Thanh buông kiếm, nhảy xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Nửa đêm nửa hôm, người làm gì vậy? Ra nhà ta đâu? Hoàng Kỳ đi tới trước cửa sổ. Tăng Lục Tư có chút việc gấp, phải mai gọi người dậy. Chu Thanh khó hiểu. Nhà môn thanh vắng của Tăng Lục Ti thì có thể có việc gấp gì? chương 247, nghẹn học. Đêm khuya bị người đánh thức, nếu như lúc bình thường thì tiểu bùi ra không nổi sung một trận thì tuyệt đối sẽ không rời giường. Nhưng hôm nay Hoàng Kỳ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, tiểu bùi ra không nói hai lời, mặc xiêm y rời đi, khiến Chu Thanh nhìn đến trợn tròn mắt. Xe ngựa chờ ở cửa tạ phủ, chờ thẳng hắn đến tăng lục ti người gác công tăng lục ti thấy bùi đại nhân đến thì vội vàng sách một cái đèn lồng đưa cho hoàng kỳ chủ tớ hai người đi thẳng vào bên trong còn chưa tới trước cửa viện tả thiện thế thì đã nhìn thấy hai cái đầu trọc của đám hòa thượng một người cầm một cái đèn lồng trong tay chờ họ đèn trong viện được bật sáng lên một trong hai vị hòa thượng không nói nhiều mà trực tiếp móc hai bức tượng người trong ngực ra đại nhân ta đã hỏi thăm hết tất cả chùa miếu trong hoa quốc rồi nhưng không biết cô nương này đến từ đâu cả gì cơ? Bùi tiếu hoàn toàn kinh hãi. Suốt dọc đường hắn đã suy nghĩ vô số lần, cảm thấy bốn tháng này hẳn cũng sẽ tìm ra được chút tin tức gì đó, nhưng ai ngờ lại chẳng thu hoạch được gì cả. Hắn vừa định hỏi. Sao có thể? Thì nhác thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của hai người, lời trong miệng trò có thể nuốt xuống. Bùi tiếu nhìn Hoàng Kỳ một cái, Hoàng Kỳ lấy ngân phiếu đã chuẩn bị sắn ra, tiến lên trái ôm một cái, phải ôm một cái. Đi, hôm nay ở nha môn nghỉ ngơi, ta bảo phòng bếp chuẩn bị chút đồ chay, ba anh em ta uống chút rượu, xem như đón gió tẩy trần cho các ngươi. Ba người kề vai sát cánh rời đi, để bùi tiếu một mình đứng ở dưới đèn nhíu mày nhíu mặt. Vốn định tìm tới người nhà nàng, dù là cao thấp quý tiện thì vẫn còn cửa để mà đến cầu thân, hôm nay thế này. Hai, bùi đại nhân vuốt cằm, lầm bẩm Chẳng lẽ hai chủ tớ nhảy từ trong khe đá ra sao? Trên đời này, có những bí mật không thể điều tra ra, nhưng có những bí mật thì không thể giấu được. Gần như là chỉ trong một đêm, vương hầu tướng quân, văn võ bá quan đều biết lục thời buộc tội đương triều đệ nhất thái giám nghiêm như hiền. Con người của mọi người đều bị bốn chữ. Dâm loạn cung đình. Trong tấu chương buộc tội hấp dẫn. Sáng hôm sau, sáng sớm. Đang lúc các bá quan hăng hái bừng bừng muốn xem một vở kịch hay, thì lão ngự sử lục thời cáo bệnh không tới chiều sớm mà nghiêm như hiền vốn không rời một tấc khỏi hoàng đế cũng đã đổi thành một thái giám ti lễ giám tùy đường, tần khởi. Trên chiều, hoàng đế không hề nhắc đến chuyện buộc tội hôm qua, các bá quan cũng đều mừng rỡ cười vui. Nhưng mọi chuyện thường là như vậy. Càng không nhắc tới, thì lại càng có người tò mò. Dần dần, ngay cả dân chúng trong thị trấn cũng bắt đầu bàn đến chuyện này. Mọi người chưa giờ đã quên luôn chuyện từ lai rất đài, phong ba tạ phủ tam gia bị thương, ai nấy đều cúi đầu nhỏ giọng bàn tán chuyện của lão thái giám nghiêm như hiền này. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, xung quanh tạ phủ lại có thêm không ít người lén lút đến thò đầu dò xét. Tạ tổng quản sau khi được đại thiếu phu nhân nhắc nhở, thì không hề hoảng hốt, hạ nhân vừa gõ trống canh thì đóng cửa sống như bình thường. Cuộc sống tạ phủ cũng không yên ổn. Phu nhân chẳng biết vì sao, bỗng nhiên kêu đau ngực, Chu thị vừa phải lo cho người cả phủ, còn phải chăm sóc cho mẹ chồng, chỉ mấy ngày đã gầy đi trông thấy. Kỳ lạ hơn nữa là phu nhân nhiễm bệnh, lão gia, đại gia đều không đến viện của nàng thăm, lão phu nhân cũng chỉ phái vú nuôi đến hỏi thăm một tiếng. Yến Tam Hợp không quan tâm đến mưa gió bên ngoài, từ chối mọi người thăm hỏi, dưỡng thương ở tỉnh Tư Cư. Nàng bảo lý bất ngôn treo trang phục của tĩnh Trần lên giá áo, ngày đêm ngắm nhìn. Nếu không phải chân không khỏe thì nàng thật sự muốn mặc thử xem, để cảm nhận cảm giác khi mặc lên người cùng là dưỡng thương, tả tam gia lại không chịu nhàn rỗi, cũng không chịu ngồi yên. Chưa nói đến những người bên ngoài đến thăm bệnh, chỉ nói trong tả phủ, hôm nay người này đến hôm kia người khác đến, viện thế an chợt vô cùng náo nhiệt. Chỉ có tiểu bùi gia mấy ngày nay không biết đang bận rộn gì mà phá lệ không chạy tới tả phủ. Ba ngày vừa qua, tam gia cũng học theo yến tam hợp, từ chối hết mọi người đến thăm hỏi. Hắn vốn chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần kết phải là có thể khỏi bảy tám phần hơn nữa còn ăn uống đầy đủ bùi thái y một ngày còn đến hai chuyến vết thương của tạ chi phi mắt thường cũng có thể thấy đường đang khỏe lên rất nhanh đến ngày thứ bảy thì đã có thể bước đi như bay việc đầu tiên sau khi cất bước như bay là hắn lại tới tĩnh tư cư vừa vào tĩnh tư cư tam gia đã nở nụ cười dưới bóng cây trên giường trúc có cô thiếu nữ đang nằm buồn chán cái chân bị thương đặt trên ghế cao, tay phải nắm một quả táo xanh không biết nhặt được từ đâu. Ném lên trên rồi đón lấy mấy lần. Nghe thấy có tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu, tay run lên, quả táo rơi xuống đất. Tả chi phi đi qua, nhặt lên, cười híp mắt nhìn cô. Nhìn cái gì? Yến Tam hợp liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn tiêu sưng của người này, nhưng cô vẫn thấy chẳng vừa mắt. Câu nói lẳng lơ. Tam gia sẽ chắn ở phía trước người. Cứ thỉnh thoảng lại chạy ra đâm vào đầu óc nàng một cái, khiến nàng đêm đến cũng chẳng ngủ được ngon. Ánh mắt nam nhân rời từ trên mặt Yến Tam Hợp, xuống cái chân bị thương, rồi nói: "Thang viên, mang ghế trúc cho ra." Ghế trúc bưng tới, hắn đặt ở chỗ gần giường trúc nhất, sau đó ngồi xuống, khoanh tay. "Táo xanh này tặng ta đi, ngươi nói đi, muốn ta đến Am Thủy Nguyệt hỏi gì nào?" Hắn thật sự đi sao? Yến Tam Hợp đón ánh mắt của hắn, vì lòng tiểu nhân của mình mà hơi đỏ mặt đến am thủy nguyệt chia người thành hai nhóm nàng nói hai nhóm gì một nhóm quen thuộc với tính trần một nhóm không quen thuộc với tính trần quen thì làm sao không quen thì làm sao quen thuộc thì ngươi dẫn các nàng tới phòng tính trần đích thân hỏi không quen thuộc thì ngươi kêu các nàng mỗi người kể một chuyện cũ về tính trần kêu chu thanh phụ trách ghi chép ta nên hỏi cái gì Yến tam hợp. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tạ Chi Phi cười cười. Nhờ có thuốc bổ hàng ngày nên gương mặt nha đầu kia cũng có một chút huyết sắc, giống như bôi son, sáng ngời động lòng người. Thật muốn nhéo một cái. Ta muốn hỏi. Ánh mắt hắn dừng ở bên má đỏ lên của nàng. Yến cô nương có gì muốn ăn muốn chơi không? Ta muốn ăn bồ câu sữa, vịt quay, bánh vân phiến, kẹo hổ lô. Chẳng biết lúc nào, Lý bất ngôn ôm ngực đứng ở dưới mái hiên, như cười như không. Lát nữa Tam gia sẽ cho mua sao? Một lát. Xem ra tên Phá Bính này cũng muốn đi am thủy nguyệt với hắn rồi. Hơn phân nửa là chủ ý của Yến Tam hợp. Tả Chi Phi đứng dậy, ánh mắt hạ xuống, nói với Yến Tam hợp. Yến cô nương nói xem, Tam gia có nên mua không? Thích mua thì mua. Yến Tam hợp thầm thì trong lòng, chẳng biết vì sao lỗ tai cũng đỏ lên. Tả Chi Phi cười tất cả đều nằm trong lời của bất ngôn, Yến Tam Hợp, ta biết rồi. Người thì biết cái gì mà kêu biết. Yến Tam Hợp nhịn không được ngừng đầu, hung hăng chừng hắn một cái. Cái nhìn này rơi vào trong mắt tạ chi phi, quả thực là sinh sắc sinh hương. Hắn cười ha ha, giống như một tướng quân đắc thắng, xoay người đi ra khỏi tĩnh tư cư. Yến Tam Hợp nghẹn hỏng chẳng nói gì được. Bảy ngày này, cô dưỡng chân, còn hắn dưỡng ốc à, sao càng ngày càng khó đối phó thế. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 248, cầu thân. Tuy rằng bước đi như bay, nhưng trên người vẫn còn có vài vết thương chưa lành, tạ chi phi lười cưỡi ngựa, bèn ra lệnh cho Chu Thanh lái xe. Lý bất ngôn rất không muốn ngồi cùng xe với nam nhân lẳng lơ này, nhưng lại không thể không lên xe. Nàng lần này đi theo là muốn kể lại tất cả chuyện mà mình nghe được về tĩnh trần lại cho vị gia này nghe, để hắn có tính toán trong lòng. Lúc xe ngựa đang chuẩn bị khởi động, Tạ Chi Phi đột nhiên mở cửa sổ xe. Mấy ngày nay, Minh Đình đang làm gì? Chu Thanh lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Ra, muốn phái người đi tăng lục đi hỏi một chút không? Đi hỏi thử đi. Tạ Chi Phi hơi lo lắng. Vâng. Chu Thanh nhảy xuống xe ngựa, dặn dò vài câu với gã sai vặt phía sau rồi mới lái xe rời đi. Ai có thể ngờ tới, Tam ra chân trước vừa đi, Tiểu Bùi ra chân sau đã tới tả phủ. Tiểu Bùi ra không phải đến một mình, ngoại trừ Hoàng Kỳ thì phía sau hắn còn có một nữ nhân ăn mặc rất vui tươi đi theo. Tạ Tổng Quản vừa nhìn hai người này, thì ngây ngẩn cả người. Tiểu Bùi Gia, ngài đây là muốn, đừng hỏi. Tiểu Bùi Gia, lão phu nhân nhà các ngươi đâu, ta muốn gặp người. Lão phu nhân đang ở trong viện, lão nô dẫn ngài đi. Không đến viện của bà, ta muốn đến chính đường của tả phủ nhà các ngươi. Tiểu Bùi Gia ưỡn ngực. Mời đại phu nhân và thiếu phu nhân tới, ta có chuyện quan trọng tạ tổng quản vâng một tiếng vừa phái người đi mở cửa chính đường vừa đích thân đi mời người lão phu nhân vừa nghe là tiểu bùi ra đến nhà vội bảo nha hoàn thay y phục gặp khách không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật bùi thái y chăm sóc từ trên xuống dưới tạ ra như thế lão phu nhân cũng không nỡ làm gì tiểu bối bùi ra huống chi đứa nhỏ này từ nhỏ đã chơi với lão tam cho nên lão phu nhân cũng coi hắn là cháu rồi trong bốn góc chính đường đặt bốn chậu nước đá, cảm giác mát mẻ len lỏi vào người. Bùi Tiếu ngồi thẳng tắp, vừa chậm rãi uống trà, thỉnh thoảng lại dặn dò nữ nhân bên cạnh vài câu. Không bao lâu, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Bùi Tiếu đặt chung trà xuống, sửa sang lại quan bào, đứng dậy nghênh đón. Ngoài viện, mẹ chồng nàng dâu hai người đỡ lão phu nhân đi vào. Bùi Tiếu tiến lên đỡ lão phu nhân, nhẹ nhàng nói lời ngon tiếng ngọt khiến lão phu nhân như mở cờ trong bụng. Chu thị nhìn một già một trẻ phía trước, không khỏi nhìn thoáng qua tả tổng quản. Tả tổng quản biết thâm ý trong ánh mắt này của đại phu nhân. Tiểu bùi gia không giống tam gia, không phải là người miệng ngọt, hắn nhìn vừa mắt thì sẽ nói ứng phó một hai câu, không vừa mắt thì chẳng thèm liếc nhìn ai, chớ nói chi là nói lời ngon miệng ngọt. Người khác đi nói ngon nói ngọt với hắn mới đúng. Lúc này tiểu bùi gia hạ thấp tư thái giống như tam gia, dỗ dành lão phu nhân. Làm việc trái ngày thường chắc chắn có âm mưu. Tả Tổng Quản đi tới bên cạnh đại phu nhân, che miệng nói. Đại phu nhân, xem tiếp đá rồi nói. Chu Thị gật gật đầu. Chờ lão phu nhân ngồi vào chỗ của mình, mọi người cũng đồng loạt ngồi xuống. Lúc này, các nữ nhân tả phủ mới phát hiện trong phòng còn có một người đang ngồi, người nọ cười hòa khí, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều tự nhiên hào phóng. Lão phu nhân uống một ngụm trà ấm, cười híp mắt nói. Vị này là... Phụ nhân kia đứng dậy thi lễ với lão phu nhân. Lão phu nhân, ta là bà mối tiểu bùi ra mời tới, họ vương, lão phu nhân cứ gọi ta bà mối vương là được. Bà mối vương... Ngô thị, vừa khỏi bệnh, sắc mặt hơi đổi. Mấy năm nay bởi vì hôn sự của nữ nhi, nàng cũng có tìm hiểu ít nhiều về giá thị trường của bà mối trong thành tứ cửu rồi. Bà mối vương này trên xe tơ bắc cầu cho cao môn đại tộc, các mối lương duyên mà bà ta nối được không biết bao nhiêu. Tiểu bùi ra mời bà ta tới, 89 phần 10 là muốn cầu thân với cô nương của tả phủ. Tả phủ chỉ có hai vị cô nương, nữ nhi nhà mình tuyệt không thể, vậy cũng chỉ còn lại có cái người ở nhị phòng thôi. Thứ nữ gả cho con trai cả, còn là dòng dõi bùi ra. Ngô thị cắn chặt sang hàm, thầm nghĩ đúng là sợ cái gì tới cái đó. Sắc mặt lão phu nhân cũng hơi đổi tiểu bùi gia chẳng lẽ nhìn chúng nhị nha đầu sao? Nếu thật sự là như thế, tạ gia và bùi gia lại thêm thân, thế thì đúng là một chuyện vui. Chỉ là dòng dõi bùi gia như vậy, của hồi môn không thể qua loa được, phải thêm ba phần lễ mới được. Hai nữ nhân tạ phủ, không ngừng gảy bàn tính trong lòng. Chỉ có chu thị là thấy hoang mang. Xưa này đại phòng và nhị phòng bất hòa, tiểu bùi gia đứng về phía lão tam nên tuyệt đối không chọn chúng nhị cô nương được đại cô nương lại càng không thể. Toàn bộ tả phủ cũng chỉ còn lại tính tư cư thôi. Nếu đúng như thế thì có khi lại là chuyện đại hỷ, thế nhưng lại chỉ có tiểu bùi ra đến cửa, như thế là không hợp quy củ lắm. Bùi lão ra, bùi phu nhân đâu? Bọn họ biết chuyện này không? Hay là căn bản chẳng hay biết gì? Lão phu nhân cười híp mắt nói. Bà mối vương, người đến nhà ta làm mai sao? Lão phu nhân đoán đúng rồi. Vương bà mối cười tít mắt. Ai cũng nói nhà có nữ nhân thì chăm nhà cầu, quý phủ là nhà thi lễ, thanh quý vô giá, cô nương dạy ra cũng sẽ chi thư đạt lễ, ôn thuận hiền lương. Ta đây không phải tới cửa cầu thân cho tiểu bùi di đây sao? Một trận mông ngựa này, vỗ đến mức khiến lòng lão phu nhân nở hoa. Lão phu nhân liếc mắt nhìn tiểu bùi ra. Mặc một bộ quan phục mới tinh, tướng mạo đường đường, khí chất bất phàm, đúng là càng nhìn càng thích. Tốt, tốt, tốt lão phu nhân cười tươi như hoa. Hai nhà bùi, ta có quan hệ sâu sắc, lão ra hai nhà không cần phải nói, đều là giao tình mấy chục năm, các tiểu bối cũng thân với nhau từ nhỏ, đây đúng là chuyện không thể tốt hơn. Người đâu, đi gọi liễu di nương tới, để cho nàng cũng nghe thử. Kêu bà ấy làm gì? Bùi tiếu vội ngăn cản nói. Lão phu nhân, không cần gọi nàng, người làm chủ là được rồi. Đưa nhỏ này. Lão phu nhân giận dữ chừng mắt. Liễu Di Nương dù sao cũng là mẫu thân ruột của nha đầu kia, dù thế nào, hôn nhân đại sự này cũng phải. Lão phu nhân, người nghĩ sai rồi. Bùi tiếu vội ra hiệu với bà mối vương. Bà mối vương bước lên trước một bước, cười nói. Lão phu nhân, trách ta không nói rõ ràng, tiểu bùi ra muốn là muốn cưới nghĩa nữ của tả lão ra, yến tam hợp cô nương cơ. Yến tam hợp, ba chữ, giống như sấm sét đánh vào chán lão phu nhân và ngô thị. Lão phu nhân ngạc nhiên. Sao lại là nàng ta? Ngô thị chỉ cảm thấy trong lòng mừng như điên, mừng đến mức nàng thiếu chút nữa nhịn không được mà nói một tiếng. Được, chấm. Cứ như vậy, không chỉ không để cho nhị phòng có chỗ tốt, mà còn có thể khiến cho Yến Tam hợp kia về sau bớt quấn lấy lão tam nhà chúng ta, thật sự là không ngờ được. Nhưng nghĩ lại, dựa vào cái gì Yến Tam hợp có thể gả tốt như vậy? Con gái ta ngoại trừ không nhìn thấy được thì có gì kém hơn nó, sự vui vẻ biến thành từng hồi chua chát chua đến mức ngô thị rất muốn chất vấn một tiếng ông trời ơi ông có mắt không chu thị thấy không khí trong phòng nặng nề thì vội liếc tà tổng quản một cái tà tổng quản gần như là nhanh chân bỏ chạy ôi trời ơi ghê gớm quá rồi ôi trời ơi thật ghê gớm quá rồi tiểu bùi ra lại tới cầu hôn yến cô nương chuyện này là sao đây chu thị dù sao cũng là người từng trải đời cười khanh khách đi tới trước mặt bùi tiếu tiểu bùi ra, tẩu tử hỏi một câu không nên hỏi chuyện tới cửa cầu hôn bùi thái y bùi phu nhân có biết không chết tiệt nếu họ biết thì còn cần ta tự mình đến cửa sao bùi tiếu ngầm đầu vẻ mặt nghiêm nghị nói tẩu tẩu chuyện hôn nhân mệnh của cha mẹ lời của người mai mối có đúng không chu thị gật gật đầu đúng bùi tiếu bà mối ta mời tới quy củ này không sai chứ chu thị lại gật đầu không sai. Bùi tiếu. Nếu không sai, vậy không phải được rồi rồi, phụ mẫu ta có biết hay không thì có gì quan trọng đâu. Lại một tia sầm sét đánh thẳng xuống. Lần này, ngay cả chu thị cũng bị đánh trúng. Nàng quả nhiên đoán trúng rồi, tên nhóc này đúng là gạt người trong nhà chạy tới cầu hôn. Thành ra thể thống gì đây? chương 249, Thanh Trúc. Khi tạ gia đang trong nước sôi lửa bỏng nổ tung nồi, thì đoàn người tam gia đã đi tới am thủy nguyệt tham gia người này làm việc có thể nằm tuyệt không đứng có thể bứt việc tuyệt đối không chịu phí thêm chút sức lực chân yến cô nương bị thương ta đến hỏi giúp nàng hắn lấy lệnh bài binh mã ti ra nặng đề đặt trước mặt tuệ như con người ta ấy mà tính tình thô lỗ nóng nảy không có kiên nhẫn gì ngươi nói với các nàng đại nhân hỏi cái gì thì các ngươi đi đáp cái đó đừng có con bà nó nói không biết này kia với đại nhân tuệ như vừa nghe sắc mặt lập tức trắng bệch lần trước đi thăm mộ, người này đi theo phía sau Yến cô nương, không lên tiếng nói gì, không ngờ lại là một hung thần ác sát. Bà nào dám trì hoãn, vội lôi kéo Lan Xuyên đi triệu tập người. Lý bất ngôn dùng cánh tay chọc chọc chu thanh, che miệng thấp giọng nói. Ra ngươi làm sao vậy? Dưỡng thương vài ngày, không đi câu Lan phát hóa nên lại bắt đầu dục cầu bất mãn rồi ư. Chu Thanh suýt thì té ngã. Cô nương gì mà suốt ngày câu lan câu lan, cũng không ngại xấu hổ lý bất ngôn chẳng thèm nhướng mắt dù sao cũng tốt hơn một số người không nói tiếng nào mà hạ độc thủ chu thanh chưa qua bao lâu thì các ni cô đã đứng hết trước mặt tả tam gia ni bào thuần một sắc cộng thêm mấy cái đầu chọc lóc trong thành tứ cửu và võ tướng có một cách nói bất thành văn ra cửa gặp ni cô thì đó là điểm xấu tam gia trong lòng mặc niệm một tiếng không kiên kỵ gì sau đó nhìn thoáng qua lý bất ngôn lý bất ngôn hắng giọng một cái các ngươi tự chia thành hai nhóm, một nhóm quen thuộc với tĩnh trần, một nhóm không quen thuộc tĩnh trần. Quen thuộc đứng bên trái, không quen thuộc đứng bên phải. Các ni cô liếc mắt nhìn nhau, chẳng dám ho một tiếng, lặng lẽ phân nhóm. Tả chi phi ngừng đầu nhìn, ngạc nhiên đến mức chẳng buồn bắt chéo chân. Nhóm bên trái tổng cộng chỉ có hai người, một béo, một gầy. Suốt 18 năm mà sao lại ít người thế? Tả chi phi đứng lên, lạnh lùng nói hai người các ngươi đi theo ta còn lại chu thanh phụ trách đi vâng nhiều người như vậy chu thanh đang muốn gọi lý bất ngôn đến giúp vừa ngẩng đầu thì phát hiện người này lại đi theo tam gia lý lý bất ngôn quay đầu vẻ mặt ta không làm việc chung với tên khốn hạ độc thủ chấm chu thanh thầm mặc niệm một tiếng a di đà phật để ngăn chặn hỏa khí của mình trai phòng của tĩnh trần đơn giản mộc mạc đến mức khiến tạ chi phi chê bai Lan Xuyên bưng trà nóng lên, hắn uống một ngụm thì đặt mạnh lên bàn. Trà gì thế này, khó uống muốn chết, đổi loại khác tốt hơn đi. Lan Xuyên vừa thấy người lớn hung dữ như vậy, thì nào dám nói chữ. Không có, chấm. Lý bất ngôn vò đầu bứt tai. Kỳ quái, chuyến đi đến phủ Nam Ninh kia, dù điều kiện có khổ sở đến mấy thì tam gia cũng đâu có soi mói bắt bẻ như vậy. Hắn cố ý ư. Lần thứ hai bưng trà lên, Lan Xuyên không đợi tả đại nhân uống một ngụm đá nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa nghĩ, vẫn là tính cách của vị bùi đại nhân trước kia tốt. Lúc này, tả đại nhân lạnh lùng gọi, người đầu tiên tiến vào. Người đi vào là một ni cô béo, sắc mặt hơi trắng, sau khi hành lễ với tạ chi phi thì không biết mình nên đứng hay nên ngồi nữa, tác phong cực kỳ cô nệ. Tạ chi phi cũng không gọi cô ngồi, trực tiếp hỏi. Cô tên gì, Thanh Trúc, đến am mấy năm rồi. 15 năm, trễ hơn tính trần 3 năm. Vâng, trong mắt ngươi, tính trần là người như thế nào? nico cô béo ngẩn ra, còn chưa nghĩ kỹ, vị quan sai đại nhân đã không kiên nhẫn, vỗ bàn, lạnh lùng nói. Nghĩ cái gì mà nghĩ, nói. nico cô béo sợ tới mức run rẩy, thốt ra. Rất yên tĩnh, không nói nhiều. Yên tĩnh, im lặng, y ngắn. Tả chi phi vội lược ra hai điểm mấu chốt, cầm bút đánh dấu trên giấy viết xong ngẩng đầu hỏi tiếp Ngươi quen bà ta thế nào ta là kẻ ngốc có chỗ phật pháp tìm hiểu không thấu nên thường mặt dày đi hỏi nàng đi giết thành quen dần dần thì trở nên thân thiết thân thiết thế nào ta phụ trách nấu ăn ở am thủy nguyệt khoan đã tạ chi phi lạnh lùng ngắt lời ta hỏi người thân thiết thế nào sao người lại nói với ta là người nấu cơm đừng có hỏi một đằng đáp một nẻo với ta đại nhân oan uổng thanh trúc đỏ bừng mặt ta dần thân thiết với nàng là vì nguyên nhân này mà. Nói như vậy, mỗi người am thủy nguyệt các ngươi đều có việc riêng của mình. Vâng, thưa ngài, ngươi là phụ trách nấu cơm, vậy tính Trần thì sao? Nàng thông hiểu kinh Phật, nên phụ trách giảng bài cho đi cô trong am. Dạy ở đâu, ở trong đại điện, dạy lúc nào, mỗi ngày sau bữa cơm chiều sẽ dạy một canh giờ. Ngoài ra, bà ta còn làm gì nữa? Sửa sang lại một ít kinh Phật, cái khác thì không có gì. Tạ Chi Phi lười biếng dựa lưng vào ghế. Được rồi, bây giờ ngươi nói cụ thể xem, người đối tốt với bà ra sao. Vâng, thưa đại nhân. Thanh Trúc vội nói. Nàng vì phải giảng bài, cho nên cơm tối mỗi ngày đều phải ăn sớm hơn chúng ta. Ta thường âm thầm giúp nàng nấu ăn riêng, cũng hay làm mấy món nàng thích ăn. Bà ấy thích ăn gì? Nàng không thích ăn thanh đạm, khẩu vị hơi nặng, hơi cay một chút. Ồ, hai hàng lông mày kiếm của tạ chi phi nhướng lên ẩm thực của người xuất gia đều có thói quen thanh đạm, ví dụ như cơm chay của chùa Quan Âm, có thể nhạt hơn cả nước ốc. Thói quen này của bà ta có hơi thú vị ha. Hắn cúi đầu, lại đánh dấu lên tờ giấy. Bà ấy có kể với người chuyện ngày xưa không? Chưa bao giờ, bà ta có làm gì khiến ngươi bất ngờ không? Cũng không có. Hai câu này vừa hỏi xong, tả tam gia đã nổi giận đập vỗ bàn. Ngươi tốt nhất nghiêm túc nhớ lại đi, bổn đại nhân hận nhất là nghe hai chữ không có. Thanh Trúc sờ tới mức quỳ dạp xuống đất, vừa muốn tranh luận vài câu thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Đại, đại nhân, có một chuyện không biết có tính hay không? Nói đi, tính trần nàng, nàng rất ít ra khỏi cửa am, 18 năm hình như ra ngoài ba lần, đúng, am chủ nói là chỉ ba lần. 18 năm chỉ ra khỏi am ba lần, thời gian còn lại đều ở trong am này. Tả chi phi cả kinh. Nico các ngươi có thể thường xuyên ra khỏi cửa am không? trong am quy định phàm là ngày tết đều có thể đi ra ngoài trong am chúng ta vài tiểu ni cô rất thích lễ mừng năm mới điều này chứng tỏ sáu căn của các nàng không thanh tịnh thanh trúc mặt đỏ bừng đại nhân tiểu ni cô tuổi còn nhỏ tâm tư còn hoạt bát các nàng tính trần thì sao tạ chi phi làm sao kiên nhẫn nghe chuyện của tiểu ni cô khác nàng sáu căn thanh tịnh không thanh trúc rõ ràng hơi khựng lại hồi hồi bẩm đại nhân nếu nàng sáu căn không thanh tịnh vậy thì trên đời này không có người nào sáu căn thanh tịnh nữa. Thả dám. Tạ Chi Phi lớn tiếng mắng một câu thô tục. Trước khi chết bà ta cởi tăng bào, thay y phục khác, thoa son, đi giải thêu, như thế là sáu căn thanh tịnh hả? chương 250, rượu chân Giống như có một cái búa đập mạnh xuống. Thanh Trúc ngã ngồi xuống, đôi mắt thất thần nhìn xuống đất, không nói một lời. Tạ Chi Phi lần này lại không vội, chậm rãi nâng chung trà lên, chậm rãi bắt chéo chân. Vẻ mặt kia giống như là một tên thợ săn kinh nghiệm phong phú, ung dùng nhìn con mồi đã bị ép đến đường cùng váy. Đến đây, Lý Bất Ngôn mới ngộ mộ ra một ít, thì ra vị chỉ huy sư binh mã ti này dùng cách thẩm vấn phạm nhân lên người Nico. Binh mã ti hay bắt mấy tên trộm vặt, những người này chui ra từ trong bùn, nếu thả lỏng thì thì họ sẽ khó bắt được thóp. Nhưng chiêu này đặt ở trên người mấy Nico, cũng có hiệu quả kỳ diệu, không cần nhiều lời, bị dọa một cái, các nàng đã dốc hết ra ngoài như đổ nước. So với chiêu đào sâu từng chút của Yến Tam Hợp thì cách này của Tam gia càng tiết kiệm thời gian và sức lực hơn nhiều. Trong phòng lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, tả chi phi uống hết nửa chung trà, mới nhẹ nhàng mở miệng. Thanh Trúc, ngươi nói thật với ta, yên tâm, mặc kệ ngươi nói gì, ta đều sẽ vào tay trái, ra tay phải, coi như chưa từng nghe đến cũng sẽ không phun ra ngoài nửa chữ. Tam gia không đợi được Thanh Trúc mở miệng, lại đợi được Lý Bất Ngôn liếc một cái sâu xa. Nhìn cái gì? Chiều này gọi là công tâm vi thượng, Lý Đại Hiệp từ từ ngộ ra nhé. Đại nhân! Thanh Trúc nghẹn ngào. Không gặp gì ngài, nếu là ta, đến lúc chết cũng muốn mặc xiêm y của tục nhân, đáng tiếc là ta không dám. Ngữ khí của tả chi phi lại dịu dàng thêm một chút. Vì sao không dám? Thanh trúc muốn nói lại thôi. Tả Chi Phi nhìn cô. Có phải sợ người khác nói gì không? Thanh trúc dùng sức gật đầu. Trên đời này có mấy người thực sự nhìn thấu Hồng Trần, không bị ép đến đường cùng thì ai bằng lòng đến dưới chân Phật cả đời chứ? Trong lời này mang theo vài phần oán khí. Tả Chi Phi. Ý của ngươi là trong lòng tính Trần thực ra có thứ không thể bỏ xuống ở Trần thế. Ít ra là ta cảm thấy đúng. Thanh Trần ngừng lại lầm bẩm nói. Bởi vì. Bởi vì, ta cũng vậy. Tạ Chi Phi không hỏi nàng. Thứ ngươi không bỏ xuống được là cái gì? Mỗi người đều có khó khăn của riêng mình, Phật tổ không khai hóa người, càng không thể khuyên giải an ủi được. Ngươi có biết chuyện tính trần mặc quần áo tục nhân, và muốn hỏa táng không? Biết, ngươi có từng khuyên chưa? Ai có thể khuyên được tính trần sư tỷ? chuyện nàng đã quyết thì dù thế nào cũng sẽ làm thôi. Ý của ngươi là tính trần rất cố chấp, đại nhân có cẩn thận quan sát gian phòng này không? Tạ Chi Phi giật mình. Căn phòng này có chỗ nào đặc biệt ư? Thanh Trúc lau nước mắt. Làm gì có đầu giường nào đối diện cửa, dựa vào cửa sổ, theo phong thủy thì đây điểm xấu đó. Tạ Chi Phi đứng dậy, thò đầu vào xương phòng, quả nhiên nhìn thấy cái giường gỗ. Ngồi trở lại chỗ cũ, hắn hỏi. Tính Trần có biết đây là điểm xấu không? Ta cố ý nói với nàng ấy rồi, còn nói rất nhiều lần, nàng nghe hiểu nhưng chẳng hề nhúc nhích là không tin phong thủy hay là nàng căn bản không quan tâm đến điểm xấu điểm tốt. Nàng nói giường đặt như vậy, xuân có nắng ấm, hạ có gió mát, thu có thể nghe mưa, đồng nghe tuyết rơi. Không biết vì sao, Thanh Trúc nói xong lời này, trong đầu tạ chi phi tĩnh trần lập tức trở nên sinh động. Không còn là người gỗ mặc ni bào, yên tĩnh, ít nói, ánh mắt như nước đọng, không sóng, không gió, không vui, không giận kia nữa. Ghi lại, trở về nói cho Yến Tam hợp nghe hắn đứng dậy, dìu Thanh Trúc xuống. Ta tên Tả Chi Phi, tự thừa vũ, con trai thứ ba của Tả Đạo Chi, sau này có gì khó khăn thì cứ đến Tả ra tìm ta. Đánh một cái tát, đút một quả táo ngọt, thủ đoạn lung lạc lòng người của Tam gia quả thực rất cao minh. Lý bất ngôn lần nữa ngộ ra nguyên nhân Tả Tam gia được hoan nghênh như thế. Đúng là đồ nhân tinh. Thanh Trúc xúc động rời đi, người tiếp theo tiến vào là một vị nghi cô gầy. Nico gầy không chỉ gầy, mà còn đen. Không chỉ đen, mắt còn nhỏ, lông mi ngắn gần như không nhìn thấy. Dáng vẻ này, tạ chi phi thực không đoán được tuổi của cô. Gọi là gì, bẩn ni diệu chân, bao nhiêu tuổi, ba mươi có ba. Tạ chi phi thầm nghĩ, khuôn mặt này của ngươi cũng thật già dặn. Ở am phụ trách làm gì? Phụ trách viết chữ, viết chữ ư, tất cả chữ trong am, treo trên cửa, treo trên chính đường, kinh Phật thư pháp các ngươi nhìn thấy đều do ta viết. Tạ Chi Phi thầm kinh ngạc. Ngày đó ở dưới bóng cây chờ yến tam hợp, hắn có để ý đến cửa am, mặt trên dán một bộ câu đối viết bằng thảo thư, bút tích như nước chảy mây trôi. Không ngờ lại do người vừa đen vừa gầy này viết. Người có đọc sách sao? Tứ thư ngũ kinh đều đã từng đọc. Hèn gì vừa vào cửa, lại không kiêu ngạo không xiềm nịnh, thần sắc bình tĩnh, hóa ra là một nữ tiên sinh đã đọc sách, biết viết chữ nếu là người đọc sách, vậy phải đổi cách hỏi khác. Tạ Chi Phi bắt chéo chân nhưng không vỉnh lên, trên mặt không còn sự hung dữ, dáng ngồi đoan chính nhẹ nhàng quân tử. Lý cô nương, lấy ghế mời người ngồi. Lý bất ngôn tuy rằng không rõ trong hồ lâu người này bán thuốc gì, nhưng vẫn nghe lời mang một cái ghế ra để rượu chân ngồi xuống. Chờ người ngồi vào chỗ của mình rồi tạ chi phi mới mở miệng hỏi. Người quen thân với tĩnh trần sao? Những kinh Phật nàng sửa đều do ta sao chép, chú giải kinh Phật trong kho của Am Thủy Nguyệt là hai chúng ta cùng nhau làm." Diệu Chân, người khác đều nói chúng ta là hắc bạch song sát của Am Thủy Nguyệt. Một người da trắng, một người da ngăm đen, một người có mộ tính đối với Phật pháp, một người có thiên phú đối với viết chữ. Diệu Chân nhỏ hơn Tĩnh Trần một giáp, nhìn thế này đúng là giống hắc bạch song sát thật. Tả Chi Phi mỉm cười. Trong mắt ngươi, Tĩnh Trần là người như thế nào? diệu chân làm việc nghiêm túc cẩn thận dè dặt tám chữ này có lượng tin tức lớn hơn không nói nhiều lắm so với ba chữ nhiều làm việc nghiêm túc thì ta hiểu nhưng cẩn thận dè dặt là sao diệu chân lấy ra mấy tờ giấy trong ngực đưa tới trước mặt tả chi phi đại nhân ngài xem đi tả chi phi cúi đầu nhìn trên giấy là một đoạn kinh phật viết trên giấy vàng quan gia cảm thấy chữ này thế nào vận bút linh động nét chữ mỏng manh, chữ đẹp. So sánh với chữ của ta, đại nhân cảm thấy chữ nào đẹp hơn. Không phân cao thấp, đều có đặc điểm riêng. Thực ra đây là tính trần viết, cái gì? Lần này, tạ chi phi hoàn toàn kinh ngạc, quay mặt lạnh lùng nhìn Lý Bất Ngôn. Đó là lỗi của ta sao? Lý Bất Ngôn dùng vẻ mặt vô tội biểu môi, là am chủ nói chữ của nàng rất bình thường, am chủ kia còn cho tam hợp nhìn nữa kìa người xác định đây là chữ tính trần viết sao đại nhân người xuất gia không nói dối đầu óc tả chi phi nhảy số rất nhanh ý của ngươi là nàng ta cố ý viết xấu Diệu chân khẽ gật đầu lòng hiếu kỳ của tả chi phi lập tức bị khơi gợi tại sao nàng ta phải làm như vậy sao người phát hiện ra phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn